Ok và chào mừng anh em và chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trong ngày hôm nay ngày 24 tháng 1 thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta cập nhật về thị trường cũng như là chúng ta sẽ phân tích về xu hướng của Bitcoin anh em nhé. Và trong trong cái buổi sáng ngày hôm nay khi mà mình đang ngồi phân tích thị trường với anh em thì Bitcoin của chúng ta đang giao dịch quanh mức 23.000 đô. À, thời gian trước thì thị trường của chúng ta nó có một cái phiên bứt phá thời gian trước thì thị trường ta là có một cái phiên bứt phá từ cái vùng 17.000 đô và nó tiến tới cái vùng phía bên, bên trên là khoảng 23.000 đô thì đây là một cái phiên bứt phá của thị trường đúng không ạ và nó kéo theo sự hồi phục của an cũng khá là nhiều ở thời gian trước thì cá nhân của mình hay là một số anh em ở trong nhóm thì chúng ta cũng mua được bitcoin ở quanh vùng 17.000 đô sau đó để chúng ta có chốt chủ yếu là chúng ta có chốt ở cái vùng bên trên là khoảng tầm 18k8 đến 19k và cái vùng ở uh, cuối cùng mà mình có chốt. Bitcoin ở cái vùng 20.000 đô rồi. Uh, thời gian này thì uh, cá nhân của mình thì mình cũng uh, chưa có ý định mình vào hàng lại. Và thời gian này thì uh, mặc dù thị trường nó có sự tăng giá thêm đúng không? Nhưng mà cá nhân của mình thì cũng chưa vội vàng để mình vào lệnh. Tại vì uh, cái thân trước thì uh, mình cũng vào hàng và mình có lợi nhuận rồi. Uh, thời gian này thì uh, cá nhân của mình thấy rằng nó nhà trên cái xuống của D1 ấy. Thị trường hình thành một cái sóng tăng rất là mạnh. Anh em nhìn này trên cái xuống của D1 thị trường hình thành một cái sóng tăng rất là mạnh rồi đúng không? Thì uh, theo như cá nhân của mình thì uh, thời điểm này thì nếu uh, uh, như mà chúng ta vào thì nó sẽ có nhiều rủi ro. Nên uh, cá nhân của mình thì mình vẫn quan sát thị trường thêm. Uh, cái việc mà chúng ta cẩn thận trong cái thời điểm này và cái việc mà chúng ta chúng ta chúng ta uh, giữ được cái gì ạ? một cái sự bình tĩnh nó rất là quan trọng. Tại vì uh, anh em để ý đó nha, thời gian này thì uh, thị trường và cái xuống của Bitcoin trên D1 nó đẩy rất là nhiều cộng thêm là cái việc của những cái đồng an coi đúng không ạ ờ, cộng thêm cái việc của những cái đầu an coi trên thị trường hiện tại nó cũng tăng giá khá là nhiều rồi nên nếu như mà anh em mà chúng ta formo vào những thời điểm này thì có thể là tài khoản của anh em vẫn có lợi nhuận thôi nhưng mà khi mà mình đầu tư cá nhân của mình khi mà mình đầu tư thì mình sẽ phải tính toán những cái rủi ro những cái cái cái, cái chi phí cơ hội để mình mình vào lệnh và sau khi cái con sóng trước mình có lợi nhuận rồi lên cái con sóng này thì mình cũng chưa quá vội vàng đâu đúng ạ đặc biệt là ở trên cái xuống của h 4 thị trường nó đang đẩy hai sóng thôi anh em nhìn này ở trên cái xuống của h 4 thì thị trường sau một cái phiên trước nó đẩy lên khoảng vùng hai mươi đô sau đó thị trường nó đi ngang và tiếp tục đẩy lên rồi thì bây giờ thì có thể là anh em mà chúng ta fomo vào những cái đồng ăn coi thì nó sẽ có nhiều rủi ro đấy ờ, cá nhân của mình thì mình cũng muốn an toàn với mọi người trong cái mùa sóng này thôi ờ, năm nay nó mới là năm 2023 thôi 2023 thì theo những cá nhân của mình thì thị trường nó có thể nó sẽ kết thúc cái mùa sóng đau trên nhưng mà để mà nó bước vào một cái mùa sóng uptrend ngay thì nó sẽ chưa thể nào dễ dàng được như vậy mà thị trường nó sẽ cần có một cái mùa sóng tích lũy và có một cái mùa sóng sideways ở trên một cái biên độ lớn thì chúng ta mới có thể nghĩ tới một cái mùa sóng uptrend được còn thời gian này thì cá nhân của mình thì mình cũng chưa chưa nghĩ tới cái việc là thị trường nó vào một cái mùa sóng uptrend đâu 2023 thì theo mình nó là một cái năm, một cái cơ hội rất là nhiều Chúng ta có thể kiếm mức tiền từ thị trường và chúng ta có thể tăng tài khoản Thậm chí là cái việc mà chúng ta có thể nhân 2 hoặc nhân 3 lần tài khoản trong năm 2023 Nó không phải quá khó Nhưng mà cái điều rất là quan trọng đó là cái vị thế chúng ta vào Nhưng nếu như cái vị thế mà chúng ta vào tốt thì cái việc mà chúng ta có thể nhân 2 và nhân 3 thì Nó không phải là khó Nhưng mà nếu như mà chúng ta vẫn chơi theo trường vải FOMO Chúng ta vội vàng, chúng ta vào lệnh Và chúng ta... Chúng ta sẽ mất cơ hội Thì mình, mình nghĩ rằng nói là không những chúng ta không được tăng tài khoản đâu Mà có thể là Chúng ta chỉ tăng tài khoản ở trong một cái thời điểm nhất định thôi Nhưng mà sau đó thì chúng ta vẫn mô theo như con sóng của thị trường Chúng ta vẫn mô vào tâm điểm đâu Thì uh, nó sẽ khiến cho mọi người chúng ta gì, Chúng ta đu đỉnh Và với mình ấy, Với mình thì ngày xưa mình từng chia sẻ với anh em rồi Ngày xưa có một cái thời điểm Mình từng chia sẻ với anh em một cái điều đó là Bitcoin dưới 20.000 đô thì nó không phải là giá cao đúng không Tại vì uh, thực ra là cái những anh em nào một ngày xưa mà mọi người xem cái video của mình ấy thì uh, anh em mà chơi giao trường bài hâu ấy thì mình đều khuyên anh em một cái điều đó là nếu như mà anh em xác định hâu dài hạn thì bitcoin dưới 20 ngàn đô hãy mua đi. Và bitcoin nó càng xuống thì chúng ta càng mua. Thì đến ngày hôm nay các bạn mới thấy cái điều đó đúng không ạ? Cái thời điểm mà mình nói với anh em như vậy sau đó thì thị trường nó xuống thì anh em có có nói với mình và có gì trách với mình. Nhưng mà đến ngày hôm nay anh em đã nhìn thấy rằng nó như nào Sau khi Bitcoin nó rơi về cái vùng thấp nhất là cái vùng 16 000 đô Thì nó có một cái sự tăng giá trở lại nó gì ạ? Nó vượt qua mức 20 000 đô không phải là gì ạ Quá khó Nó tăng trưởng đến tận 50% mà Đúng không ạ Thì nếu như mà anh em mà chơi theo trường vải hâu Và anh em chơi theo trường vải dài hạn thì cá nhân của mình vẫn khuyên anh em là Bitcoin ở cái quanh vùng 20 000 đô thì chúng ta có để mua và chúng ta có để phân bổ vốn đi. Tại vì với mình cái target của Bitcoin trong cái mùa sóng sau sẽ không dừng lại ở cái mức 70 000 đô mà cái target của mình trong cái mùa sóng sau với Bitcoin nó sẽ vượt qua mức 100 000 đô. Đúng không ạ? Thế nên là những anh em nào mà chúng ta thời gian vừa qua mà mọi người chơi theo trường vải hâu, anh em chơi theo trường vải dài hạn và anh em mua Bitcoin dưới 20 000 đô, thì mình chúc mừng mọi người tại vì hiện tại tài khoản của mọi người đã gì Đã có có lợi nhuận và đã dương rồi. Còn cá nhân của mình thì mình hiện tại thì mình chưa chơi theo trường vải hâu. Cá nhân của mình thì trong cái mùa sóng này thì mình chơi theo trường vải. đó như là mình bảo vệ tài khoản của mình thôi. Đó như là mình mua và sau đó thì mình bán và chúng ta có lợi nhuận nó giống như là cái con sóng từ 17 ngàn đô mà nó tăng lên đến khoảng tầm 20 ngàn đô đấy, 19 đến 20 ngàn đô đấy. Thì con sóng đấy thì mình lại chốt lời rồi, tại vì tài khoản mình có lợi nhuận. Ờ, cá nhân của mình thì hiện tại thì không phải là mình không chơi theo trong ngày hâu, mà cá nhân của mình thì mình sẽ chơi theo trong ngày hâu, nhưng mà thời điểm này thì cá nhân của mình thì mình chưa chọn theo cái trường phái như vậy. Tại vì uh, uh, cái việc mà chúng ta hâu ở cái vùng giá này đúng không? Thì vẫn có thể là trong trường hợp mà xấu nhất thị trường Bitcoin nó có thể rơi về cái vùng khoảng tầm 12-13 ngàn đô đi thì đấy là cái rủi ro mà chúng ta phải chấp nhận khi mà chúng ta chơi theo trường phái hâu nhưng mà cho dù nếu như mà anh em mà chúng ta có mua 20 mươi đô ấy, thì cho dù bitcoin là có xuống vùng 20 mươi đô ấy, thì sau này anh em vẫn có lợi nhuận thôi chúng ta sẽ phải chỉ trải qua một cái giai đoạn mà chúng ta chúng ta gì ạ chúng ta sẽ bị âm tạm thời cái tài khoản đấy còn cá nhân của mình thì uh, thời gian này thì mình chưa chưa chơi, chơi theo trường phái hâu và mình đang chờ đợi cái cái thời điểm thích hợp hơn cơ. có thể là cuối năm nay hoặc là có thể là giữa năm nay thì mình mới tính toán được cái thời điểm chúng ta hâu uh, hold Bitcoin và hold Ancoin Đặc biệt là với Ancoin trong thị trường crypto nó là một cái cơ hội rất là lớn. Ancoin chúng ta có thể một cái đồng Ancoin nó không không chỉ dừng lại ở cái mức nhân 2 và nhân 3. Mà một cái đồng Ancoin nó có thể tăng trưởng đến tận 5 đến 10 lần. Thậm chí là với cái mùa sóng 2016, 2017 và với cái mùa sóng 2020, 2021 có những cái đồng coi nó có thể tăng trưởng đến tận 100 đến 200 lần cơ. Thế nên là với mình thì Ancoin nó sẽ là một cái cơ hội rất là lớn nếu như chúng ta tận dụng được còn bây giờ thì thị trường nó chưa phải là hết cơ hội đâu nhá anh em nào mà chúng ta bảo rằng bây giờ thị trường hết cơ hội thì có thể là đấy là cái tư duy của anh em khác mình nhưng mà phải mọi người phải nhớ đấy nè an coi khi mà nó vào mùa sóng thì nó tăng trưởng rất là nhiều và cái sự tăng trưởng này thì nó chỉ là một con sóng hồi thôi nó chưa phải là với một cái mùa sóng hấp đâu nên chúng ta bình tĩnh thôi đúng không ạ có anh em chơi trong trường phái như mình thì chúng ta muốn cẩn thận và muốn an toàn một chút thì mọi người phải bình tĩnh thôi đúng không ạ Ok, thì uh, mình cũng chúc mừng anh em nào mà trong thời gian vừa qua mà mọi người mua được Bitcoin ở cái vùng 17.000 đô. Và trong thời gian sắp tới thì mình rất là hy vọng là trong năm 2023, cá nhân của mình cũng như anh em chúng ta có thể tăng tài khoản được và chúng ta có thể kiếm được tiền. Và video ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc ở đây. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video tiếp theo. Bye mọi người!